Đầu tiên mình xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng và mua cái sản phẩm tức nhảy đường số kết nối app dòng mới của mình. Thì hôm nay mình sẽ quay một cái video dẫn rất là chi tiết cái sản phẩm này. Đầu tiên thì khi mọi người nhận hàng thì mọi người hãy kiểm tra với mình là cái bộ sản phẩm nó có đủ hay không. Thì đầu tiên ấy, thì cái dòng này thì cái hộp của nó vẫn như cũ mọi người nhé. Thì khi mà mở ra thì mình sẽ có hai cái cầm này. Đây là cái cầm màu xanh trắng mình nhưng mình để xanh biển thôi. Kia là dây này không dây thì phải có bóng rồi. Tiếp đến thì có một cái dây dõi thép thường, một cái cổng sạc và một cái hướng dẫn sử dụng. Đó. Thế thì mọi người kiểm tra cho mình là cái sản phẩm có đủ hay không, và trong cái hướng dẫn sử dụng đấy thì nó sẽ có mã QR để mọi người quét để mọi người kết nối với app. Đấy thì mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn về kết nối app bằng Android và iOS nhé. Thì đầu tiên là mọi người sẽ quét cái app đấy bằng camera hoặc là bằng 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 Zalo nhé. Đấy. Đây thì mình sẽ quét app nhé. Thì ở trên TikTok thì sẽ không không được quay cái mã QR, thì mình sẽ bỏ ở đây mình quét nhé, mình sẽ cho mình xem. Đây, sau khi mà quét cái mã QR đấy thì nó sẽ hiện lên một cái trình duyệt, thì mọi người ấn vào hiển thị giúp mình nhé, trong mọi người ấn vào cái hiển thị trong trình mở trong trình duyệt của mình đó. Thế thì nó sẽ pop lên một cái mã QR như này, thì mọi người ấn vào nút install dưới giúp mình nhé, mình đang che cái mã QR đi, để ấn nút install giúp mình. Nút ấn install thì nó sẽ báo là tải về, thì mọi người ấn tải về giúp mình nhé. Đấy, nó bắt đầu tải về này, và khi nó tải về mọi người mở file giúp mình, sau đó mình cài đặt luôn nhé. Đó, và bấm mở nhé, thì đấy nó sẽ hiện lên một cái thông tin như này, thì mọi người ấn vào đây, mọi người ok giúp mình. Đấy, nó sẽ hiện lên là các cái thông tin như là ngày sinh và cân nặng, chiều cao, tên tuổi và trai gái thì đấy, mọi người hãy điền vào giúp mình nhé, mình sẽ điền qua thôi. Rồi mình sẽ ấn complete và mình sẽ nó sẽ hiện lên là dùng truy cập vào vị trí để sử dụng, thì mình sẽ chọn là trong khi dùng và mình sẽ ấn cho phép nhé. Đó thì nó tiên miễn là tôi connect luôn để nó để nó nhận cái dây nhảy, thì lúc đấy mình ấn cái dây nhảy lên nhé, mình ấn on này. Đấy, dây nhảy nó hiện lên rồi. Thì hiện tại mình chưa bật cái Bluetooth, mình sẽ bật kéo xuống bật Bluetooth sang. Ok, Bluetooth bật rồi này. Mình chút nhé. Được lại. Đó, thì nó sẽ hiện lên cái sản phẩm. Chị mọi người ấn connect nhé. Đấy, như này connect rồi. Thì mọi người... Ôi, xin lỗi, mình dùng Android hơi kém. Chị mọi người tách ra này. Mọi người có thể... Nó có 3 chế độ. Thì đây là cái chế độ nhảy tự do, free training này, nhảy tự do đấy. Chị mọi người start thì khi mà mọi người quay cái này thì nó sẽ quay. Đấy. Ok. Và mọi người ấn chặt cái này để nó dừng nhá. Đấy, back home này. Tiếp theo là chế độ đếm lùi thời gian. Thì mọi người có thể cái phần edit cái phần đợi một chút, tắt cái đèn này đi. Quá vãi chưởng. Thì mọi người có thể edit cái phần thời gian đấy, thời gian mà mọi người dự kiến mọi người muốn nhảy đấy, mình sẽ có thể là 1 phút hay như nào đấy, 2 phút gì đấy đó. Và khi mà mình nhảy ấy, mình start mình nhảy thì nó sẽ đếm lùi thời gian đấy. Ở đây cái dây nhảy nó sẽ hiện lên luôn này, nó sẽ connect cùng này và thời gian nó sẽ lùi nhá. Đấy, khi mọi người nhảy thì mọi người khi mà nhảy thì hết thì nó sẽ báo hiệu, còn không mọi người muốn dừng trước khi nhảy thì mọi người sẽ ấn press đấy, back home. Và cái chế độ cuối cùng là chế độ nhảy lùi đó, nhảy lùi thì nhảy số lần thôi, mình có thể chỉnh đấy và mình có thể kết thúc trước, hoặc là nếu mà mình ví dụ mình nhảy lùi mình sẽ chỉnh là 10 cái đi. Đấy, mình thử nhảy nhá, 10 cái thì khi nhảy hết nó sẽ báo hiệu. Đó, mình thấy không? Sẽ báo hiệu. Và cái app tiếng Anh này thì nó có một cái gọi là
ưu việt hơn so với các dòng khác là khi mà có app thì mình sẽ có cái history này, tức là nó sẽ lưu lại các cái thông tin của mọi người mỗi lần nhảy. Ví dụ đây mình nhảy được 101 cái này, mình có 4 lần nhảy này, lần nhảy là 26 giây này và calo là 10,6. Đấy thì mọi người có thể xem được cái calo tổng trong ngày hôm nay, đây là ngày này, tuần này, tháng này đó. Thế thì mọi người có thể lưu lại được các cái lịch sử tập luyện và mọi người có thể tập luyện một cách tốt hơn. Đấy thì mình đã hướng dẫn qua về cái lắp đặt bằng Android, còn cái iOS thì nó cũng tương tự thôi, iOS thì nó dễ hơn. Đây mình sẽ hướng dẫn mọi người lắp cái iOS nhé. iOS thì cũng vậy thôi, mình cũng sẽ quét cái mã mà nó sẽ xảy ra, nên mình sẽ quét cho mọi người nhé. Mọi người ơi, thì mình vừa mới quét cái mã đấy thì nó đã bị lỗi ấy. Thì mọi người hãy liên hệ với mình nhé, với mình gửi một cái mã mới nhá. Và sau khi quét mã mới thì nó sẽ ra cái app và mọi người sẽ tải về giúp mình nhá. Đó, và khi mà tải về thì cái app của nó sử dụng cũng tương tự như là cái app ở trên Android thôi mọi người ạ. Nó không khác gì cả ấy. Mình vừa hướng dẫn rồi ấy. Đó. Và bên mình hiện tại thì có hai màu là màu đỏ, màu hồng và màu xanh trắng nhất, thì mình gọi là màu xanh biển đấy. Thì cái dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm sạc pin, không cần phải có pin. Thế nhưng mà nó sẽ không có tạ trong tay cầm mọi người nhé. Tại vì cái chip này của nó rất là dài, chip của nó dài đến đây thôi. Thế nên là nó sẽ không có tạ. Đấy thì cái điểm ưu việt của nó so với cái sản phẩm cũ của mình ấy. Sản phẩm cũ của mình ấy thì nó sẽ có tạ trong tay cầm này. Nó có tay cầm xốp em hơn này, cái này thì cũng chống trượt đấy, nó cũng nhưng nó không êm bằng.